Khi mà nhắc đến Hàn Quốc thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Samsung này, Kia hay là LG, nhưng mà đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Hôm nay tôi đang có mặt tại Việt Nam K-Innovation Delegation 2024. Tại đây thì bạn sẽ thấy rất nhiều những công ty top đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Và đặc biệt, cái concept của các cái công ty xuất hiện trong cái sự kiện công nghệ năm nay thì họ đều áp dụng IoT cùng với cả AI trong cái lĩnh vực phát triển công nghệ của mình rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng xem là những cái công ty mà tôi được giao phó cho thì họ nổi bật như thế nào. Nông trại thông minh, bình thường. Còn mà cái nông trại mà nó như phim viễn tưởng thì đây, các bạn phải tìm đến cái ông Avalai này. Avalai thì là công ty hàng đầu trong kết nối trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp, từ xây dựng cho đến sản xuất, chăm sóc, thu hoạch, thậm chí đến cả phân phối và bán hàng luôn. Tất cả mọi cái bước thì đều sử dụng AI để giám sát và thực hiện, lao động con người chiếm cực kỳ ít. Nếu có thì cũng chỉ cần làm và hướng dẫn theo cái sự hướng dẫn của AI. Hệ thống này nó sẽ là có AI, nó sẽ nhận biết được xem là ở đối với cái cây trồng này anh sẽ cho nó học trước ấy. Đối với cây trồng này thì nhiệt độ nó là bao nhiêu, ẩm là bao nhiêu. Thì cứ mỗi tầng này người ta sẽ có một cái thiết bị này. Mỗi tầng như này thì sẽ là có mỗi một tầng là có một cảm biến. Đúng rồi. Giờ thì cái nghề creator như tôi mới gọi là vất vả nắng nuôi ngoài đường. Chứ bây giờ mà các bác làm nông các thứ như thế này mà set up được cái trang trại thông minh như thế thì sản xuất ra năng suất rất là cao. Bên cạnh đó giá trị sản phẩm, thương phẩm thì cũng có thể đủ để đi xuất khẩu. Mà lại còn ngồi mát uống nước chè như thế này là quá tuyệt vời rồi. Còn bên cạnh cái ông Avalai thì sẽ là cái ông Ago này. Đây sẽ là cái photobooth di động. Nói chung là người ta áp dụng AI trong cái việc mà sản xuất ra ảnh. Thật ra nói gì thì nói thì Ago cũng là công ty hoạt động trong lĩnh vực phần cứng thực tế ảo AR. Họ phát triển và sản xuất nền tảng thích hợp cho các nội dung AR dựa trên việc là nhận diện theo dõi gương mặt và cơ thể. Loại hình chụp ảnh như thế này đối với người già chúng tôi thì thấy bình thường, nhưng mà giới trẻ thì nó cực kỳ yêu thích ở các cái trung tâm thương mại. Nó còn có ứng dụng thêm cả mấy cái AI filter như là TikTok để sinh tu này, camera 360 hoặc là các filter của các máy của các chị idol livestream bên Trung Quốc ấy. Còn đây là CloudEnd, là một trong những cái doanh nghiệp mà nó kết hợp IoT trong cái việc là kiểm soát và tiết kiệm năng lượng hơn trong đặc biệt là các lĩnh vực như là tòa nhà này, rồi thì các cái hệ thống siêu thị, và nó tiết kiệm được rất nhiều thông qua cái hệ thống AI của họ. Nó có biểu đồ real time luôn. Ok. 사람을 감지를 하는 게 있고. 저 믹시. 네, 미니 믹시. 미니 믹시. 미니 믹시. 미니 믹시. Ở Thái Lan, Thái Lan. Có một cái dự án ở Thái Lan. Người ta sẽ tính toán và đo lường xem là hiện tại trong cái từng cái phân khu khác nhau sẽ có bao nhiêu người tham gia vào hoạt động. Đây, nó sẽ refresh một phút một lần và ở bên trên này thì sẽ có cái số lượng khách người ta tham gia và người ta sẽ đưa ra luôn cái tổng số ở trên cái biểu đồ này để cho nó tính toán đưa ra cái lượng không khí, lượng ánh sáng và nhiệt độ của điều hòa cho nó phù hợp với từng cái phân khu. Cái điều này nó sẽ giúp tiết kiệm điện năng đến từng cái thiết bị một. Cái hệ thống của họ thì không chỉ là bao gồm cái hệ thống điều hòa này mà nó sẽ bao gồm cả hệ thống báo cháy này, đây này, fieldwork này, rồi thì các cái nông trại. Rồi thì họ sẽ giúp cung cấp những cái giải pháp tiết kiệm điện thông qua những cái biểu đồ real time và nó được tích hợp ngay tại cái cơ sở. Cái lần này họ mang đến Việt Nam của chúng ta là cái dự án ProRestEnd này. ProRestEnd này thì người ta có thể mỗi một tháng cả một cái hệ thống siêu thị trên toàn quốc, nó có thể tiêu tốn điện năng lên đến hàng mấy tỷ cho đến mấy chục tỷ gì đó, thì tiết kiệm được 5%, tức là mỗi năm chủ doanh nghiệp đã bỏ ra được khoảng tầm là một con Mercedes hoặc là một con BMW rồi, thì cái số tiền đấy mình có thể duy trì vận hành tiếp hoặc là mình có thể đem vào đầu tư. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng hơn, giúp tiết kiệm cái nguồn lực hơn. Cái này thì tôi làm doanh nghiệp thì tôi hiểu lắm. Sau đó thì chúng tôi sang công ty CN Widers. Cái hay nhất ở đây là công ty là cái doanh nghiệp kết nối IoT Internet of Things, tập trung vào việc xây dựng các giải pháp thông minh cho các thành phố và giám sát sức khỏe. Ví dụ như kiểu đèn đường thông minh, họ tận dụng pin năng lượng tái chế để giảm chi phí, thân thiện với môi trường. Và mở rộng thêm thông tin cho các bạn, đó chính là Hà Nội thì có khoảng là 230.000 cái cột đèn khác nhau, và tính vị trí là nó khoảng tầm là 300.000 kWh. Và bên cạnh đó thì tính tổng vị trí, tính nôm tiền ra thì nhiều vô kể, nó có thể lên đến tiền tỷ. Có một fact là 10% trong số đó nó là đèn LED. Vì vậy mà cái giải pháp tiết kiệm điện ấy, bằng việc thay thế đèn, cùng với đó là cái giải pháp tiết kiệm điện giúp cho cái hệ thống giao thông của chúng ta an toàn hơn ấy, thì cái CN Widers này là một trong những cái đơn vị mà tôi rất thích. Thì những cái này nó sử dụng AI và dựa theo cái nhân khẩu học của từng vùng miền, nó sẽ đưa ra cái lộ trình tắt, tăng, giảm sáng một cách tùy chỉnh.
Và tùy vào từng mỗi một cái môi trường khác nhau mà đèn nó sẽ tùy chỉnh độ K để làm sao cho nó nhẹ nhàng với mắt người nhất. Cuối cùng là cái ông Rose Statech này, thì cái ông này sẽ giúp ứng dụng IoT cùng với cả AI trong việc báo cháy và cảnh báo sớm nguy cơ của đám cháy. Cùng với đó là điều hướng giúp cho mọi người có thể biết cái phân khu cháy để mà lựa chọn cái lộ trình thoát hiểm tốt nhất. Thì một trong những cái thiết bị như thế này thì nó sẽ được tích hợp với rất nhiều những cái thiết bị phụ khác nhau. Nó sẽ cung cấp các cái giải pháp cho các cái tòa nhà, các cái khu chung cư ấy. Nói chung là để mà nói thì nó không có gì hay, nhưng mà để mà tìm hiểu thì nó hay phết. Sau khi mà tìm hiểu với họ thì người ta có tích hợp hệ thống cảnh báo sớm, kịp thời, giúp cho mọi người sơ tán. Và tất cả mọi thứ thì đều đã được AI xác nhận và tính toán về quy mô của cái đám cháy, sau đó gửi thông tin đến cho từng người dân thông qua cái hệ thống mạng nội bộ của người ta cùng với cả cái mạng điện thoại di động, để tránh gây ra thiệt hại về người và tài sản. Cái thứ hai là người ta đã có cái hệ thống phát hiện vị trí của đám cháy, cảnh báo cho người dân sơ tán đúng hướng và các lực lượng chức năng dễ triển khai các biện pháp để dập lửa. Thì cái này là một cái mà tôi thấy khá là hay khi mà áp dụng vào. Đấy, ưu điểm thì họ có cả không dây và có cả có dây, dễ dàng lắp đặt. Tuổi thọ của họ thì đối với các cái thiết bị pin nó rất là cao, cho đến các cái thiết bị build nó rất là cao, nó phải lên đến 10 năm cơ. Đây chỉ là một vài trong những cái doanh nghiệp mà tham gia vào cái sự kiện lần này, sự kiện công nghệ Việt Nam K Innovation. Thì tôi rất hy vọng là các bạn có thể là biết thêm thông tin và biết thêm những cái doanh nghiệp tham gia vào trong cái sự kiện lần này, để có thể thấy được một cái bộ mặt khác của cái việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc kết hợp AI cùng với cả Internet of Things vào bên trong cuộc sống và bên trong vận hành doanh nghiệp. Như thế này thì nếu như chúng ta có một cái cơ hội gì để mà chúng ta làm ăn hợp tác, hoặc là chúng ta là đầu tư cho những cái nhà máy, cho những cái trang trại của mình ấy, thì chúng ta sẽ biết được đến những thông tin này, biết được đến những cái công nghệ này của Hàn Quốc, để chúng ta có thể là cùng kết hợp với nhau để giúp cho nền nông nghiệp, hay là giúp cho cơ sở hạ tầng, rồi thì giúp cho đời sống của người dân của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn.